Ngô Cẩn Ngôn đóng luật sư trong phim Tái hợp Lương Vĩnh Kỳ. Ngày 28 tháng 8, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Ngô Cẩn Ngôn đã trở lại phim trường sau 4 tháng nghỉ ngơi. Cô đóng phim Những Cô Gái Trở Về, được chuyển thể từ tiểu thuyết Chiếc Thắt Lưng Vàng của tác giả Thượng Hải Tôn Vị, lấy đề tài điều tra phá án. Chuyện phim xoay quanh công việc và cuộc sống của các luật sư hình sự Trung Quốc, trong đó nhân vật chính là Trình Vị Nhiên, do Ngô Cẩn Ngôn chủ diễn, nữ luật sư trẻ nhiệt huyết, chính nghĩa. Nơi làm việc của Vị Nhiên là một văn phòng luật nổi tiếng, chuyên phục vụ cho những người giàu có. Tuy nhiên, do tính cách thẳng thắn, Vị Nhiên nhiều lần khó thích nghi trong việc xử lý các vụ án. Dù được luật sư Tống Thuấn Vĩ hết lòng quan tâm và bảo vệ, trong một lần đi giải quyết hậu quả cho nhân tình của giám đốc tập đoàn Hàng Nhân, người có thói quen ăn cắp đang bị bắt giữ, Vị Nhiên có được bằng chứng trong một vụ án tưởng như là tai nạn giao thông, nhưng thực chất là vụ án giết người. Trong đó, nghi phạm chính lại là bảo vệ của tập đoàn Hàng Nhân, khiến nơi này bị dư luận chỉ trích không ngừng. Để bào chữa cho nghi phạm thoát án tử hình, Thuấn Vĩ và Vị Nhiên phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Đáng chú ý, ở dự án này, Ngô Cẩn Ngôn không chỉ đóng cùng với Giang Sơ Ảnh, diễn viên nổi tiếng với phim 30 Chưa Phải Là Hết, mà cô còn tái hợp với chồng cũ Lương Vĩnh Kỳ, sao nam đóng vai Thẩm Ngọc Dung trong phim Mặc Vũ Vân Giang cùng cô. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nhân vật của Lương Vĩnh Kỳ và Ngô Cẩn Ngôn trên màn ảnh hiện chưa được tiết lộ. Trong khi đó, nội dung từ tiểu thuyết gốc khi lên phim được dự đoán cũng sẽ có nhiều thay đổi. Trước đó vào sáng ngày 27 tháng 8, Vu Chính cũng xác nhận Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt sẽ tái hợp trong phim mới, chuyển thể từ tiểu thuyết Rơi Vào Đêm Xuân của tác giả Nghiêm Tuyết Giới. Nội dung phim kể về mối tình chị em đầy sóng gió trong làng giải trí, giữa Ô Mạn và Truy Giả. Trong đó, nữ chính Ô Mạn là nữ diễn viên đã ra mắt nhiều năm, nhưng vẫn luôn giữ ba quy tắc trên phim trường: cảnh hôn phải dùng góc máy, cảnh hở hang phải tìm người thế thân, cảnh nóng tuyệt đối không nhận, lý do vì bạn trai cô là người quyền thế, thích kiểm soát. Trong khi đó, nam chính Truy Giả là nam diễn viên nổi tiếng, có tính cách nổi loạn, ngông cuồng. Anh mượn cớ đóng phim để quyến rũ đàn chị, phim hiện chưa xác định ngày sản xuất. Sự trở lại của Tiêu Chiến và Thành Nghị, ai đáng mong chờ? Thành Nghị. Ngày 26 tháng 8, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tạo hình của Thành Nghị trong phim Phó Sơn Hải nhận nhiều lời khen từ phía khán giả. Phim Phó Sơn Hải, chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp do tác giả nổi tiếng Ôn Thụy An sáng tác, Thành Nghị một mình đảm nhận ba vai khác nhau là Tiêu Minh Minh, Tiêu Thu Thủy và Lý Trầm Chu. Trước đó, một video về phim cũng được nhà sản xuất tung ra, Mỹ Nam cổ trang Thành Nghị được đánh giá là động tác võ thuật mạnh mẽ có lực, có độ chuẩn xác cao trong phim Phó Sơn Hải. Theo trang 163, nam diễn viên Thành Nghị nhận nhiều lời khen ngợi của khán giả, và nhận về tới hơn hàng chục triệu lượt xem chỉ trên nền tảng Douyin về cảnh võ thuật của mình. Vai diễn của Thành Nghị trong Phó Sơn Hải cũng đã nhận về 2,5 tỷ lượt đọc. Nam diễn viên được khen ngợi có tư thế đứng tấn chuẩn mực, cảnh đánh võ của Thành Nghị là kết hợp được cương nhu, động tác thấy rõ chiêu thức. Theo 163, hiện tại trong giới giải trí Hoa ngữ thiếu vắng những diễn viên có động tác võ thuật đẹp mắt, đáp ứng được yêu cầu của khán giả dòng phim võ hiệp, Thành Nghị được xem là điểm sáng, vậy nên, phim của anh rất đáng để mong chờ. Phó Sơn Hải là câu chuyện xoay quanh Tiêu Thu Thủy, con trai của trưởng môn phái Hoán Hoa Kiếm. Trong một lần hành hiệp trượng nghĩa cùng các huynh đệ, Tiêu Thu Thủy đã vô tình đắc tội với hai thế lực mạnh nhất giang hồ lúc bấy giờ là Quyền Lực Bang và Chu Đại Thiên Vương. Tuy Hoán Hoa Kiếm phái không phải môn phái nhỏ, nhưng vẫn kém hơn hai thế lực đứng đầu, vì vậy dẫn tới kết cục cả gia tộc Tiêu Thu Thủy đều bị tiêu diệt. Tiêu Chiến. Theo truyền thông Trung Quốc, Tiêu Chiến cũng đang có dự án trở lại là Tàn Hải Truyện. Tác phẩm này hứa hẹn có nội dung khá thú vị, và được kỳ vọng sẽ là dự án thành công tiếp theo của tài tử họ Tiêu. Sánh đôi bên Tiêu Chiến là Trương Tịnh Nghi, người đẹp sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Tiêu Chiến được mệnh danh là ngôi sao rating của phim ảnh Trung Quốc. Những dự án anh tham gia đều lập thành tích đáng nể, điển hình như bộ phim Ngọc Quốc Giao, dù bị chê bai nhiều về nội dung, kỹ xảo, thậm chí là nhan sắc của nữ chính, nhưng nhờ sức hút của Tiêu Chiến, phim vẫn thu về loạt thành tích. Ngoài sự góp mặt của Tiêu Chiến tạo cơn sốt truyền thông, thì mới đây đoàn phim còn công bố thêm một gương mặt khác là Chung Hán Lương. Mặc dù tài tử này chỉ đóng vai khách mời trong bộ phim Tàn Hải Truyện, nhưng sự góp mặt của anh cũng tạo cơn sốt với khán giả. Ngoài dàn sao, bộ phim Tàn Hải Truyện là dự án lớn, được đầu tư kinh phí khủng, phim còn được cầm trịch bởi đạo diễn lừng danh Trịnh Hiểu Long. Tàn Hải Truyện kể về Uông Tàn Hải, con trai của Khâm Thiên Giám Chính, phải chứng kiến cảnh toàn môn bị diệt từ khi còn bé, mang trong mình huyết hải thâm thù, anh kiềm chế bộc lộ tài năng của mình. 10 năm sau, anh trở lại kinh thành với diện mạo mới, trở thành cố vấn dưới trướng kẻ thù là Hầu Tước Bình Tân. Sau cùng,
Vung Tàn Hải âm thầm tiến lên trong cơn bão quyền lực đầy sóng gió. Phim được dự đoán sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm 2024. Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân có thể sẽ đối đầu. Ngày 27 tháng 8, truyền thông Trung Quốc cho biết, hai bộ phim truyền hình là Rèm Ngọc Châu Sa và Vĩnh Dạ Tinh Hà chính thức thông qua kiểm duyệt và đã được nhận được giấy phép phát sóng. Rèm Ngọc Châu Sa là phim cổ trang chuyển thể từ tác phẩm tiền truyện Côn Sơn Ngọc của tác giả Đàm Thiên Âm, phim do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng vai chính, cùng sự tham gia của dàn diễn viên như Đường Hiểu Thiên, Thượng Tân Nguyệt, Tạ Khả Dần, Đường Chấn Siêu. Rèm Ngọc Châu Sa kể câu chuyện về thiếu nữ đoan ngọ, hành nghề đánh bắt ngọc trai, trong lúc nàng quyết tâm thay đổi vận mệnh, thì lại gặp thương nhân tàn nhẫn Yến Tử Kinh. Trải qua nhiều sóng gió, đoan ngọ đã dẫn dắt nghề chế tạo trang sức ở Dương Châu đi đến đỉnh cao nghệ thuật. Bộ phim có 40 tập, dự kiến phát hành trên nền tảng Youku vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay. Trong khi đó, Vĩnh Dạ Tinh Hà được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung. Lăng Diệu Diệu vô tình xuyên không vào một thế giới yêu ma hoành hành, trở thành nữ phụ độc ác mà người người ghét bỏ. Nhiệm vụ của cô là phải thay đổi nhân vật phản diện Mộ Thanh, là đệ đệ của nữ chính ban đầu trong thế giới này. Vĩnh Dạ Tinh Hà có 32 tập và dự kiến phát sóng trên nền tảng Tencent Video. Mặc dù chưa có thông tin về lịch phát hành, nhưng việc phim được cấp giấy phép chính thức là dấu hiệu cho thấy phim sắp lên sóng. Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân đều là những gương mặt hot của lứa diễn viên sinh sau năm 1995. Vì vậy, cả hai tác phẩm đều được khán giả mong đợi. Đặc biệt, Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa vốn là một tiểu thuyết nổi tiếng với lượng người theo dõi đông đảo. Nên khi chuyển thể thành phim, Vĩnh Dạ Tinh Hà đã nhận được sự ủng hộ của phần đông fan nguyên tác. Hiện, bộ phim đã vượt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên Tencent. Không bao giờ xuất hiện cùng nhau, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long sắp công bố ly hôn. Mới đây, vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long xuất hiện giữa nghi vấn họ sắp công bố ly hôn sau 9 năm chung sống. Một lần nữa, cặp đôi lại xuất hiện riêng rẽ. Lưu Thi Thi đưa con trai ra ngoài đi chơi cùng nhân viên. Sau đó, Ngô Kỳ Long lại cùng trợ lý của mình đón con về. Hành động tách biệt của vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long, dù ở cùng địa điểm, gây bàn tán xôn xao trong dư luận. Từ đầu năm đến nay, công chúng hiếm khi nhìn thấy cặp sao đứng chung khung hình hay tương tác trên mạng xã hội. Đây được cho là dấu hiệu bất ổn trong mối quan hệ của hai diễn viên hàng đầu showbiz. Thậm chí khi tin ly hôn của họ ầm ĩ dư luận, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vẫn không lên tiếng phản hồi. Do đó, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ tin ly hôn của cặp sao bộ bộ kinh tâm là thật và chuyện cặp đôi thông báo chuyện tan vỡ sẽ sớm xảy ra. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng, việc Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không lộ diện cùng nhau không có nghĩa là hôn nhân của cả hai gặp trục trặc. Họ phân chia ca đón con để phù hợp lịch trình công việc của mình. Lưu Thi Thi đang quay phim mới, còn Ngô Kỳ Long lại bận rộn ghi hình các show thực tế. Đầu năm nay, Ngô Kỳ Long công khai chặn tên Lưu Thi Thi trên Weibo, anh cũng tỏ thái độ lạnh nhạt với Lưu Thi Thi thấy rõ. Những tháng qua, cuộc sống của nam diễn viên này hoàn toàn vắng bóng vợ. Khi bà xã có phim mới lên sóng vào tháng 11 năm 2023, Ngô Kỳ Long không có động thái ủng hộ nào. Trong sinh nhật năm nay của Lưu Thi Thi, tài tử sinh năm 1970 cũng không đăng bài chúc mừng vợ trên trang cá nhân như trước. Không chỉ thái độ lạ của Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi cũng được phát hiện không còn đeo nhẫn cưới. Nhiều người cho rằng, việc nữ diễn viên bỏ nhẫn cưới chứng tỏ mối quan hệ giữa cô và ông xã Ngô Kỳ Long đã rạn nứt. Dương Mịch hay Angelababy cũng từng bỏ đeo nhẫn cưới như một cách ngầm báo hiệu hôn nhân của họ đã tan vỡ. Gần đây trong một chương trình, MC Hứa Thánh Mai, người có mối quan hệ thân cận với nhiều ngôi sao ở showbiz Đài Loan, tiết lộ mối quan hệ của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long gặp khó khăn thời gian qua. Cặp đôi thường xuyên cãi vã vì do chênh lệch tuổi tác hay lịch trình công việc bận rộn. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.